Chào các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay á, thì mình sẽ làm một cái món ăn liên quan đến cây chuối các bạn nhé. Các bạn có nghĩ là cây chuối này làm được món ăn không? Cây chuối này theo mình nghĩ là làm được khá là nhiều món ăn. Thì bây giờ mình với các bạn đi chặt một cây chuối nhé. Đây các bạn nhá, cái này là thái ra đây để ngâm với cái này. Mẹ cho muối vào chưa mẹ? Không cho đâu, ngâm chưa cho. Tí nó mới cho đúng không? Ừ, mẹ mới cho. Tí cuối cùng mình còn rửa hai nước xong bắt đầu mình ngâm nước muối đúng không? Chủ yếu là nó cho nó đỡ bị đen thôi. Nó trắng nó đẹp hơn. Các bạn nhá, bây giờ chúng ta hãy cho một chút muối vào các bạn nhá, cho chút muối vào cái nước này cho mình. Đấy. Các bạn hòa đi. Rồi cho nó tan đi, sau đó chúng ta sẽ ngâm cái chuối này. Ngâm như này nhằm mục đích là chủ yếu là nó cho nó đỡ bị đen, nó trắng nó đẹp hơn. Chúng ta ngâm cho mình tầm 10 phút này, sau đó chúng ta vớt ra. Đây các bạn nhá, đây là đỗ xanh. Hôm nay mình sẽ làm món với đỗ xanh này. Đỗ xanh thì các bạn hãy ngâm, đổ vào trong nồi này ngâm cho mình. Ngâm cho mình tầm 15 phút các bạn nhá. 15 phút trong nước này. Cho nó nở ra. Đây các bạn nhé, xương đây mình mua là nó là xương sộc. Mua xương này nó nhiều thịt lắm. Đây này, bên trong có những cái tủy ăn rất là ngọt. Thì bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình một cái nồi nước các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đổ xương vào để chúng ta trần qua một cái, để cho nó hết cái mùi hôi ấy, của cái xương này các bạn nhé. Bây giờ tại sao mình phải làm thế? Bây giờ lợn nó không được ngon nữa rồi, người ta nuôi công nghiệp nên nó có mùi hôi nhiều lắm. Các bạn có thể nhìn thấy cho mình đây, đây nước nó bắt đầu đã sôi qua, mình nhìn thấy không? Đây là những cái váng này khá là bẩn này, hôi ấy, mùi hôi ấy. Thì bây giờ mình sẽ tắt đi, mình rửa sạch đi các bạn nhé. Bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một chậu nước để chúng ta rửa sạch cái xương này đi nhá. Sau đó chúng ta mới cho đi ninh. Sau khi các bạn rửa sạch, các bạn cho xương vào, đổ nước vào. Sau đó các bạn cho mình 2 thìa bột canh các bạn nhé. 2 thìa bột canh vào. Cho mình 1 thìa Ajin ngon. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đậy vung vào. Chúng ta sẽ đun khoảng tầm 15 phút nhé. Sau đó mình sẽ đổ đỗ vào. Đây các bạn nhé, sau khi chúng ta ngâm nước muối này tầm 15 phút đây, như mình nói, các bạn nhìn thấy không? Đấy, cái cây chuối nó rất là trắng. Bây giờ chúng ta sẽ vớt ra các bạn nhé. Vớt ra bên này. Và các bạn lưu ý cho mình một điều nhé. Vớt ra các bạn vắt cái chuối này cho nó hết nước đi. Đấy, cho nó khô ráo hết các bạn nhé. Bây giờ các bạn nhé, thường mọi người vẫn rất là thích ăn những cái thứ gì nó liên quan đến tự nhiên. Những cây chuối này trồng tự nhiên, không có chất bảo quản, không có một thứ gì, nên là ăn luôn nó rất là đảm bảo luôn. Đây này, đố mình ngâm được tầm 15 phút rồi các bạn ạ, nó nở ra. Bây mình vớt ra. Vớt ra xong rồi bây giờ mình sẽ cho vào trong nồi canh. Nồi canh của mình bắt đầu
và ninh được tầm 15 phút rồi các bạn nhé. Ơi các bạn ơi, nồi canh của mình đã ninh được khoảng tầm 15 phút rồi. Đấy, các bạn ạ, mình thấy rất là ngon. Bây giờ mình sẽ đổ cái đố xanh này vào nhé. Ninh với xương. Bây giờ đậy vung vào. Ninh tiếp. Đây các bạn nhìn thấy cho mình nhá. Đây là khi nào cái đố nó rừ rừ này các bạn nhá. Nhìn thấy không? Nhìn canh rất là ngon luôn. Bây giờ các bạn sẽ cho cái chuối vào. Cây chuối nhá. Hôm nay mình làm thân chuối. Ăn rất là ngon luôn đấy. Mình làm một nồi to để ăn cả ngày luôn các bạn ạ. Mùa hè nóng. Bây giờ chúng ta sẽ trộn đều và chúng ta sẽ đảo đều đi. Nồi canh rất là ngon. Bây giờ chúng ta đậy vung vào đun. Đun cho nó rừ đi là được. Đây các bạn nhé, các bạn nhìn thấy không? Đây này, nồi canh của mình đã xong rồi nhá. Khi nào các bạn nhìn thấy nồi canh mình này, cái đố xanh ấy các bạn nhé, nó rừ hết ra, nó hòa quyện vào với cái cây chuối này cũng như là xương. Đấy, thì là nồi canh của mình đã hoàn thành. Đấy, đây là những cái miếng xương này cũng rất là ngon nhá các bạn nhá. Nhìn thấy không? Đấy, cái này thì ăn với mùa hè, ăn mùa hè thì rất là tuyệt vời luôn. Uống nước canh này rất là mát. Bây giờ mình sẽ múc ra bát và mời các bạn thưởng thức món canh cây chuối nấu với xương và đố xanh nhé. Các bạn nhá, thì hiện tại bây giờ mình đã làm xong cái món đó là thân cây chuối mình nấu với canh xương và đố xanh. Đấy, cũng rất là ngon các bạn nhá. Món này thì thường ấy thì những người ở trong bản người ta hay nấu món này ăn. Mình vào bản ăn nhiều nên là về nhà thích làm cho vợ con ăn, rất là ngon các bạn nhá. Mời các bạn mình thưởng thức nhá. Đây này, những cục xương. Xương thì mình thường hay mua xương sống các bạn nhá. Xương cột sống nó vừa có nhiều thịt cũng như là ninh nước nó ngọt. Đấy, chút nước. Cái đố thì khi mà mình ninh thì nó đã tan hết ra cùng với cái canh này rồi các bạn. Rồi các bạn nhá. Đây là cái thân cây chuối mình đã ninh rất là dừ rồi. Rất là ngọt luôn. Xương rất là ngon mà, ngọt lắm. À, nước canh quá tuyệt vời luôn. Thân cây chuối mình đem về mình ninh với xương và đố xanh ăn rất là ngon luôn. Thực ra các bạn nhìn cái món này nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà các bạn làm nên các bạn ăn rất là ngon, đặc biệt là trong mùa hè ăn nó rất là mát. Nếu các bạn nào thích cái món này thì các bạn có thể làm theo mình để cho gia đình mình thưởng thức trong những ngày hè nóng oi bức này nhé. Thì bây giờ video của mình xin tạm dừng ở đây, hẹn gặp lại các bạn ở những cái số tiếp theo của mình nhé. Bye bye.